Hello, xin chào anh em. Đây là xe của mình sau khi lên cái đèn led cốp nè. Đây là băng tối nè, bình thường nè. Đạp thắng anh ơi. Đó, đạp thắng là đèn sẽ chớp và cái logo thì chỉ sang màu đỏ, nó đèn chớp. Rồi thả em coi. Xin nhanh một bên đi. Đó, xin nhanh nó chớp bên này. Rồi xin nhanh bên kia luôn anh. Đó, thấy không? À, bật đèn ưu tiên luôn anh ơi. Đó, rất là đẹp. Đèn cái cốp này khá là đẹp bạn ơi. Rồi, mình sẽ quay thêm clip về đồ chơi cho anh em xem nữa.